con cảm ơn Chúa rất là rất lòng ngày đủ cho em có công sự nghiệp công tác dạy tại lời của các em giờ này chúng con cũng sẽ dâng hiến cho con người của Chúa. Xin Chúa ngài mở lòng mở trí chúng con cũng như ban cho chúng con dâng hiến cho Chúa. Lời rộng của Chúa nói hãy đem hết thải và mười bò kho hầu cho có lương thực trong nhà cha. Từ nay cá lấy điều này mà thử ta sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi không chỗ phía trong. Xin Chúa ngài ban phước cho chúng con cũng như chúng con dâng hiến cho công việc của ngài. Xin Chúa ngài nếu có ai trong chúng con đang không có việc làm, xin Chúa ngài phù ban phước cho chúng con có công ăn việc làm để chúng con hầu việc Chúa các trời đồng trong những ngày sắp tới. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con giao tiền này trong sự hướng dẫn của Chúa và thành kính con này trong danh Chúa Jesus. Amen.